bí thư chủ tịch quận huyện ra vào Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải soi chiếu an ninh. Đó là những thông tin được ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố trong buổi sáng họp báo sáng ngày 29 tháng 12. Theo Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, hiện đơn vị này đang xây dựng và tiến tới hoàn thiện quy trình kiểm tra an ninh đối với những người ra vào Ủy ban nhân dân thành phố. Dự kiến, quy trình này sẽ sớm được áp dụng trong thời gian tới đây. Cụ thể, tất cả các bí thư, chủ tịch quận huyện, lãnh đạo, nhân viên, người đến liên hệ công tác đều phải qua kiểm soát an ninh bằng cổng từ và máy soi. Ngay cả ô tô của lãnh đạo Ủy ban nhân dân khi vào cổng cũng phải kiểm tra. Ông Hoan nói thêm, đây là tổ chức thực hiện thành phố sẽ đưa ra các mức xanh, vàng, cam, đỏ để từ đó có những ứng xử phù hợp. Tuy nhiên, ban đầu sẽ chỉ áp dụng với mức xanh, mức rất nhẹ nhàng và người vào sẽ chỉ bị hỏi lại khi có vấn đề, còn không cứ đi vào. Theo ông Hoan, thành phố muốn làm thân thiện chứ không đến mức như sân bay, phải cởi áo khoác, giày dép, thắt lưng. Chỉ khi nào tình hình phức tạp, có sự chỉ đạo chung thì mới làm đến mức đó. Còn giờ, thay vì đi vào như bình thường, thì chúng ta đi qua cổng từ và máy soi chứ không có gì cả. Ông Hoan cũng nhấn mạnh thêm rằng, đây không phải làm khó mà là để chặn những chuyện ngoài ý muốn. Riêng với các phóng viên đến đưa tin những phiên họp ở Ủy ban, theo ông Hoan tới đây sẽ nhận được thư mời điện tử và trước khi mỗi buổi họp cần đăng ký tên người tham dự, khi phóng viên đến sẽ áp dụng thẻ và chỉ được vào nếu được các thông tin trên thẻ trùng khớp với những thông tin đã đăng ký.